ប្រិមត្តជាទីមេត្រីផ្ទះធ្លុះធ្លាយជីវភាពខ្វះខាតតែតស៊ូរហូតឲ្យកូនប្រុសសំណព្រចិត្តពីរនាក់រៀនចប់បានសញ្ញាបត្រគួរឲ្យសរសើរបាទមហាជននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook lúc chung cung áo xung phía đăng côn nẹ miền côn mà prom tiền rịp rộp thá chiếc mây mà đoàn tiền côn prok tiền phí xôn thay nhầm nọ côn dàng chiều chiều châm phố lô bộ phúc nâng nẹ mà đáy này lẹ bóng cục bạp dàng xâm rạp côn mà tự bày chìa lô miền chi vực hiếp lùm bạ có lô nâu tài chùm rung nâng lực tực chật côn côn ở khách khóm prăng prang riêng xôn bà hai ở vậy đại con chọn chăm mình lịch nó cứ lục ở bục nâng nẹ mà đài tại tập làm con thá bục máy mình bàn là riêng bục máy lủng bạ tại bục máy mình chọn ở con lủng bạ nâng mình bàn riêng đôi chỉ bục máy nội tệ mà con bật chỉ miền sầm nàng lắng nè và đại bàn cả một chỉ con rồi bỏ lục tiền phí hai cao bị nè và cao bị nè từ tiên nếu miền tiền đó cũng sọt mùi nít tiền đại là tay tại bắt đầu chỉ chùm rốt nâng phép cọc náu xâm rạp côn cực nì bà thân thân nâng nít dụ vị chân đại là chỉ mà chạy kênh này kháng lơ mà bàn là bằng hai chỉ tốt xa nạ rồi bọc lục ở bốc nâng nẹ mà đại rồi bọc luôn đại là tay tại bạp kê tha đòi xa tại phép cây cỏ nâng trong ở côn miền chùm nẹ đắng tớ bục mai chùm rùnh nâng lực thực chất ở côn côn khách khom prăng riêng mà đang bay ở biên chùm này tăng khả nông ca chui sừng cung cổ xa các đôi chìa bảo tế chết phong đại bạn mà đây chân hai dự vật chân kháng lờ bạn bằng to lực thực chất ở côn côn chùm nón cao ấy đại chìa thôn thiên mà nâng chìa sở sở trung bảo tế chết trăng thực khách khom prăng prang điên sốt ở bàn tràn bạn mà bất chí cụ ơi xa xa mà nó thực chất rồi bỏ bục mà đai dù bà chôn đường pi nữa đi nè mà dường mơ từ bà tiền rồi bỏ con mà lúc lý bà đầm bồ sang cái xây mà lăng chắc lăng lệch lúc lý hai mà cứ không biết ai tê ở bục mà đai nó mà cứ to xuôi con riêng rồi hô trọng từng pi nữa mà cụ ơi xa xa mình tên mà. បាទអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ក៏សូមជួយចុច Subscribe បាទដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពីឆានែលរបស់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា